Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là chiều ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ các bạn. Ở Việt Nam các bạn đã bước vào cuối tuần rồi là ngày thứ bảy. Thì hôm nay đó, Thuận cũng chuẩn bị sẵn một số những cái thông tin nổi bật Thuận muốn chia sẻ với các bạn. Đương nhiên chúng ta sẽ dành thời gian ở trong video này để mà chia sẻ về những cập nhật mới nhất liên quan đến cái dự kiện ra tò của Sam Bankman Free các bạn. Tại vì mấy ngày hôm nay đó quá bận cho nên không có thể chia sẻ thông tin đó với các bạn được. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ dành thời gian để mà nói về thông tin đó. Chúng ta cũng sẽ dành thời gian để mà nói về tình hình chung các bạn có một số những thông tin liên quan đến Bitcoin Spot ETF và có một số hiểu nhầm liên quan đến những gì đã xảy ra ngày hôm qua về việc là SEC sau khi mà chấp nhận thỏa thuận với lại Ripple thì họ có thể kháng cáo ngay lập tức hay là không. Chúng ta sẽ nói tới trong video này các bạn. Nhưng mà đầu tiên hết chúng ta đã thấy được là kết thúc ngày hôm nay. Chứng khoán Hoa Kỳ tiếp tục là một màu đỏ. Chúng ta nhìn thấy được là Nasdaq ngày hôm nay đã, đã giảm 1.53%. S&P 500 giảm 1.26 và Dow Jones đã giảm 0.86% các bạn. Đương nhiên chúng ta sẽ không có tài liệu liên quan đến free market tại vì hôm nay đã là bắt đầu bước vào cuối tuần rồi. Nhưng mà hợp đồng dầu đó các bạn đã thấy là ngày hôm nay thì cũng cỡ đó các bạn. Sau khi mà đến được 90 đô la đó, thì cũng xoay quanh mức đó. Bây giờ là khoảng 89 đô và 2 cent các bạn. Và hợp đồng của vàng thì sao? Hợp đồng của vàng đó thì lại càng ngày càng tiến tới gần 2.000 đô các bạn. Bây giờ là 1.993 đô cho một ounce vàng. Crypto thì sao các bạn? Crypto ngày hôm nay đến nói riêng về Bitcoin thì rất là tốt. Chúng ta thấy được là giá của Bitcoin hôm nay đã, đã tăng lên tới mức là hơn 30.000 đô các bạn, 30.200 đô. Rồi sau đó điều chỉnh một chút các bạn, bây giờ chúng ta vẫn xoay quanh mức là khoảng 29.700 đô hiện tại. Và nhìn chung thì chúng ta có thể thấy được là vốn hóa trên thị trường đã tăng 2.7%, đã hơn 1.1 nghìn tỷ các bạn. Chúng ta chuẩn bị đến cái mức là 1,2 nghìn tỷ và phần lớn các đồng ngày hôm nay đã đều rất là xanh Chúng ta đang nhìn thấy crypto bubble trên màn hình Một ngày rất là tốt các bạn, hy vọng là cuối tuần này là một cái cuối tuần rất là xanh cho thị trường crypto Và một trong những đồng mà tăng trưởng mạnh đó, thật ra trong vòng 7 ngày qua đó không phải là Bitcoin đâu các bạn Khi chúng ta so sánh Bitcoin với một số những đồng lớn đó, thì các bạn thấy được là Bitcoin một tuần qua đã tăng hơn 10% Trong khi mà Ethereum chỉ tăng có 3.4% mà thôi và BNB thì cũng cỡ đó chúng ta thấy được là có một đồng tăng trưởng hơn cả Bitcoin trong top 10 đó chính là Solana các bạn. Solana đã tăng 23.7% và chúng ta cũng đang nhớ là cách đề vài tuần đó có rất nhiều cái sự lo lắng liên quan đến giá của Solana tại vì chúng ta đã biết là một trong những đơn vị mà họ lưu trữ rất nhiều Solana đó chính là FTX và chúng ta cũng đã biết là FTX đã được chấp thuận để có thể bán một số tài sản các bạn Và trong đó đương nhiên là có Solana cho nên nhiều người rất là lo lắng là khi mà cái số lượng Solana đó được bán bởi FTX sẽ dẫn đến là giá đi xuống Nhưng mà chúng ta cũng đã nói chi tiết là phần lớn cái số lượng Solana bị lóc lại Và phải chờ một thời gian dài mới có thể lấy được các bạn Đương nhiên sẽ có một số có thể được bán Nhưng mà các bạn đã thấy được là sau đó, đó thì giá Solana cũng đã tiếp tục có cái sự hồi phục trở lại và trong vòng một tuần qua đó đối với những đồng lớn trong top 10 thì Solana đã tăng mạnh nhất các bạn. Có cái sự tăng trưởng là 23.7%. À chúng ta có thể bắt đầu à, nói tới một cái quan điểm các bạn, quan điểm này đó khi mà các bạn nghe thì cảm thấy được là có gì đó rất lớn đang xảy ra nhưng mà chúng ta thực sự là không nắm bắt được. Chúng ta có thể thấy được là gần đây đó cổ phiếu tiếp tục giảm mạnh và nó giống như là sắp sửa đón một cái cuộc khủng hoảng kinh tế nhưng mà ngược lại chúng ta đã thấy được là giá nhà ở hoa kỳ tăng như là không có cuộc khủng hoảng nào hết các bạn và một những lý do đó các bạn cũng đã hiểu rồi Tại vì lãi suất cao các bạn, lãi suất tăng cao nhanh dẫn đến mọi thứ nó mất cân bằng. Chúng ta đã nhìn thấy được là cái biểu đồ trên màn hình đó là đại diện cho bên dưới này là năm các bạn và bên trên này đó là tính là bao nhiêu triệu căn nhà được bán ở Mỹ các bạn và từ số 3 đến số 7, nghĩa là từ 3 triệu đến 7 triệu. Thì chúng ta đã thấy được là rất nhiều nhà đã bán những năm như là 2020 tới năm 2021. Nhưng mà sau đó, đó các bạn thấy được là bắt đầu tới năm 2022, lãi suất từ từ tăng lên các bạn và tăng rất là nhanh sau đó dẫn đến là chúng ta thấy không có nhiều nhà bán nữa và dẫn đến là giá nhà đó tăng trong khi lãi suất cũng tăng luôn tại vì những người mà có nhà bây giờ khi mà họ bán thì họ cũng phải đi kiếm nhà khác đi mua các bạn nhưng mà cái nhà họ đang ở thì cái phần trăm lãi suất rất là thấp cho nên họ không muốn bán cái nhà này rồi mua nhà mới với lãi suất cao hơn cho nên họ sẽ không có bán nhà của mình à, và chúng ta cũng đã thấy hiện tượng này đã xảy ra một thời gian rồi cho nên chúng ta thấy được là giá nhà thì hoàn toàn ngược lại với giá của cổ phiếu tiếp tục tăng và tiếp tục tăng cho dù là Fed tiếp tục tăng lãi suất các bạn kế đó đó chúng ta thấy được là trái phiếu giảm mạnh như là Fed sắp tăng lãi suất nhưng mà ngược lại đó giá vàng và giá crypto lại tăng như là Fed sắp giảm lãi suất các bạn giá dầu đó thì tăng như là sắp có một cuộc chiến lớn xảy ra nhưng mà cổ phiếu công nghệ đây thì hầu như không có vấn đề gì cả các bạn thấy được là chuyện gì đang xảy ra vậy thì có một bạn đã comment bên dưới đó thường cảm thấy được đây là cái comment hay nhất của ngày hôm nay đó chính là chúng ta giống như là người mù sờ voi các bạn giống như là câu chuyện là có một số người mù và trước mặt họ là một con voi sau đó, đó có câu hỏi là trước mặt họ là gì thì đương nhiên những người này đó họ sẽ dùng tay để mà sờ thì các bạn thấy được là có người sờ chân có người là sờ cái đuôi của con voi có người là sờ cái thân hình con voi và có người là sờ cái vòi voi thì mỗi người họ sẽ miêu tả một cái cảm nhận của họ, cái chiếc mặt họ là gì. Nhưng mà các bạn thấy được là vì một cái phương diện nào đó, tất cả đều đúng. Nhưng mà tổng hợp ra thì tất cả đều sai các bạn. Chỉ khi nào mà nhìn thấy được, mở mắt ra chúng ta mới biết trước mặt mình là cả một con voi Thì Thuận cảm thấy chúng ta bây giờ cũng giống như là người mù sờ voi các bạn. Đó là cái cảm nghĩ của Thuận. Các bạn nghĩ sao? Các bạn hãy comment ở bên dưới. Một điều nữa đó các bạn nhìn thấy trên màn hình đây là một cái biểu đồ cực kỳ thú vị Biểu đồ này đó là cho chúng ta thấy được là khi xưa Fed khi mà có lãi các bạn tại vì Fed là một đơn vị mà cũng cho vay thì khi mà họ hoạt động mà kinh doanh có lãi đó thì họ sẽ gửi tiền đến cho bộ tài chính để mà giữ thì thường đó họ sẽ gửi giống như là hàng tỷ đô la luôn các bạn nhưng mà chúng ta đã thấy được là bắt đầu từ năm ngoái đó thì chúng ta đã thấy được là cái đường màu xanh này đã đi xuống rất là nhanh luôn có nghĩa là trong thời gian khoảng chừng là cả năm qua càng ngày đó thì Fed càng không những là không gửi tiền cho bộ tài chính mà còn bị đi vào con số âm các bạn thì tại sao vậy tại vì họ đang muốn quản lý cái phần trăm lãi suất các bạn họ tăng lãi suất nhưng mà cái lãi suất mà họ tăng đó chính là cái lãi suất fed fund rate họ muốn có sự ảnh hưởng đến thị trường tài chính đó, thì họ cần phải quản lý cái lãi suất đó trong thị trường tài chính và một trong những cách mà họ quản lý đó chính là họ hoạt động một cách gọi là reverse repo hiểu đơn giản hơn đó là họ sẽ đi vay mượn tiền từ những cái ngân hàng các bạn rồi sau đó họ sẽ trả trở lại vay mượn ngắn hạn mà thôi rồi họ sẽ trả trở lại với lại cái phần trăm lãi suất cộng với lại cái tiền vốn thì nghĩa là gì các bạn? Nghĩa là họ hoạt động như vậy để có thể làm ảnh hưởng đến cái phần trăm lãi suất trên thị trường để mà quản lý phần trăm lãi suất như là họ mong muốn để gây ra cái hiệu ứng là siết chặt nguồn tiền các bạn. Nhưng mà chúng ta đã thấy được là vì như vậy họ không những là không có lời gần đây mà thậm chí các bạn thấy được là càng ngày đó họ là càng lỗ. Và ngay bây giờ đó Fed đang âm 110 tỷ đô la các bạn, 110 tỷ đô la đang âm hiện tại. Tôi biết là giải thích này đó có thể nhiều bạn vẫn chưa có hiểu rõ, nhưng mà cái mà các bạn có thể nắm bắt ở đây đó chính là chúng ta đang ở trong một cái thời kỳ cực kỳ đặc biệt các bạn. Không những là Fed không phải là người mà đứng ra để mà cho những cái hàng vay khi mà có vấn đề mà ngay cả Fed bây giờ cũng đi vay mượn từ những ngân hàng để quản lý cái phần trăm lãi suất ở trên thị trường. Thường vừa nghĩ đến một cái ví dụ khác các bạn, giống như là chúng ta nói tới market maker đi, những nhà tạo lập thị trường, thì họ là những người mà giả sử như họ muốn giữ cái mức giá của một cổ phiếu nào đó ở trong phạm vi là từ 10 đô cho tới 12 đô thì những ai mà bán dưới giống như là 10 đô các bạn giống như là những ai mà bán là 7 đô 8 đô họ sẽ dùng tiền mình để mà thu mua hết rồi họ bán ra ở cái mức là từ 10 đô tới 12 đô phạm vi dao động ở mức đó mà thôi và những ai mà bán với giá cao hơn giả sử như là có ai đó bán cổ phiếu đó với mức giá là 15 đô la nhưng mà thị trường lại không có nhiều người bán ở mức giá hiện tại cho nên chúng ta hiểu rằng người ta sẽ đi mua với mức giá cao hơn thì dẫn đến đây giá cổ phiếu sẽ tăng cao hơn nhưng mà những người market maker thì họ lại sẽ bán cổ phiếu ở trong cái ngân khối của mình với cái mức giá là từ 10 tới 12 đô để cho họ tiếp tục quản lý cổ phiếu ở mức giá nào đó các bạn đó là cách giải thích mà đơn giản nhất đó cũng là cách mà Fed đang làm hiện tại các bạn họ đi vay mượn từ những ngân hàng này để họ trả cái phần lãi suất trong cái phạm vi mà họ muốn Đây là cách giải thích mà đơn giản nhất Và thật ra đó, thường cũng không hoàn toàn hiểu hết về reverse repo rồi các bạn Và ở trong thị trường tài chính đó, Thường không nghĩ là có nhiều người Thật sự hiểu reverse repo đâu Tại vì nó cực kỳ phức tạp Nếu mà các bạn nói tới cơ chế hoạt động như thế nào Không có mấy người thật sự hiểu được các bạn Nhưng mà chúng ta đều biết cái hiệu ứng Của reverse repo là như thế nào Chúng ta hãy nhìn xem một biểu đồ nữa các bạn. Đây là cái biểu đồ mà tính từ đầu năm cho tới bây giờ, chúng ta nhìn thấy được là những loại tài sản thì từ đầu năm cho tới bây giờ đó các bạn thấy là tài sản nào có cái sự tăng trưởng nhiều nhất. Vẫn là Bitcoin hiện tại các bạn. Bitcoin đã có sự tăng trưởng là 82% từ đầu năm tới bây giờ, trong khi mà chúng ta nhìn thấy được là cổ phiếu đó chúng ta đang nói tới chỉ số S&P 500 đã tăng 835% vàng thì tăng 12.39% biểu đồ này đó không phải là đến từ thuần các bạn từ một người khác ở trên trading view nhưng mà các bạn thấy được là họ nói là tiền mặt thì giảm 0.17% tôi không biết là họ tính như thế nào nhưng mà các bạn thấy được là những tài sản lớn như là cổ phiếu vàng và bitcoin thì bitcoin bây giờ các bạn vẫn thấy được là có cái sự tăng trưởng nhiều nhất từ đầu năm cho tới bây giờ và đương nhiên năm ngoái đó cũng có cái sự giảm nhiều các bạn so với lại vàng và cổ phiếu cái mà chúng ta muốn thấy được ở đây đó là mỗi lần mà các bạn nghe ai nói là Bitcoin quá dao động, điều đó là đúng các bạn. Nhưng mà dao động không có nghĩa là nguy hiểm hơn những cái tài sản khác mà cái độ nguy hiểm đó là đến từ rủi ro và lợi nhuận các bạn. Chúng ta cần phải tính những cái chỉ số giống như là nhiều người thích sử dụng Sharpe ratio thì họ mới có thể so sánh một tài sản này với một tài sản kia được. Tại vì so sánh giống như là Bitcoin tăng 82%, vàng tăng 12% từ năm tới bây giờ. Mà chỉ nghĩ đơn giản là cái nào tốt hơn thì nhiều người sẽ nói là bitcoin tốt hơn nhưng mà nếu như thường nói với các bạn là năm ngoái đó bitcoin xuống là 65% vàng cũng xuống nhưng mà không phải là nhiều như vậy thì các bạn thấy được là bây giờ mọi người đã có một cách nhìn tổng quát hơn là cái nào thực sự là tốt hơn các bạn và chúng ta tính cái ro và cái khả năng tăng trưởng đó thì các bạn mới thực sự tính toán được là một loại tài sản đó cái độ nguy hiểm như thế nào à, và cái rủi ro so với lợi nhuận ra sao thì các bạn thấy được là tính như thế nào đó thì ngay bây giờ bitcoin tính tính luôn cái rủi ro khi mà chúng ta thấy những năm như năm ngoái đó thì bây giờ Bitcoin vẫn là một chương loại tài sản có độ dao động cao nhưng mà vì như vậy cho nên chúng ta mới có những năm mà tăng trưởng vượt bậc và cái này nó cũng có liên quan đến Bitcoin Spot ETF các bạn Tại vì khi mà có Bitcoin Spot ETF rồi đó Thì sẽ cho phép một nhà đầu tư thông thường Họ có thể là không muốn tự lưu trữ Bitcoin Họ cũng không thích sử dụng những cái sàn giao dịch Tại vì họ cảm thấy được là có nhiều cái sự kiện xấu Xảy ra năm vừa rồi cho nên họ không tin tưởng sàn Coinbase, sàn Gemini Nhưng mà họ lại tin tưởng những công ty như là BlackRock Khi mà có Bitcoin Spot ETF thì họ có thể đa dạng hóa vào một phần nhỏ các bạn giống như là họ thấy được là nếu như lỡ như là Bitcoin giảm giá thì họ sẽ đương nhiên là bị lỗ một phần nhưng mà cái phần đó sẽ là phần nhỏ giống như là họ chỉ đầu tư 2% vào Bitcoin mà thôi thì giả sử như Bitcoin xuống giống như năm ngoái là 60 mấy phần trăm nữa thì họ chỉ mất 60 mấy phần trăm trong cái phạm vi 2% đó Nhưng mà khi Bitcoin tăng trưởng như năm nay đó Thì cái phần trăm nhỏ đó có thể mang đến lợi nhuận cao cho họ Trong tổng danh mục đầu tư Chúng ta cũng đã từng thấy Bloomberg cũng đã đưa ra nhiều cái bài tính toán như vậy các bạn Và khi mà chúng ta có Bitcoin Spot ETF rồi thì sẽ cần một chút xíu thời gian nhưng mà thường hoàn toàn có lòng tin là trong vòng chỉ vài năm thôi các bạn vốn hóa Bitcoin sẽ tăng lên rất là nhiều tại vì chúng ta thấy được là Bitcoin Spot ETF sẽ mở đường cho nguồn tiền mới đi vào thị trường crypto này và chúng ta nói tới Bitcoin Spot ETF đó thì cũng có một cái bình luận các bạn bình luận này đó là đến từ luật sư trưởng của Coinbase và Coinbase thì bây giờ là họ tự tin là quỹ ETF Bitcoin sẽ được phê duyệt sau khi mà SEC thất bại tại tòa án và giám đốc pháp lý của Coinbase Paul Reward đã nói là tôi nghĩ rằng khi mà tòa án phúc thẩm Mỹ rõ ràng chỉ ra được rằng là SEC không thể từ chối những đơn này, những cái đơn Bitcoin Spot ETF một cách tùy tiện hoặc là không có cơ sở, chúng ta sẽ thấy quỹ ban SEC thực hiện trách nhiệm của mình. Có nghĩa là Coinbase ngày lại càng tự tin hơn là chúng ta sẽ có một cái Bitcoin Spot ETF. Đương nhiên, Paul Reward không nói là khi nào các bạn, chỉ nói là tự tin là sẽ có một Bitcoin Spot ETF. Không giống như là chúng ta đã nói tới là những công ty lớn như là JP Morgan thì nghĩ là trước ngày 10 tháng 1 của năm sau, nghĩa là còn khoảng chừng là 2-3 tháng nữa là sẽ có kết quả hay là chúng ta thấy được là Bloomberg thì nghĩ là có 90% khả năng là chúng ta sẽ có một Bitcoin Spot ETF vào năm 2024 Và đối với Bitcoin Spot ETF đó, thì chúng ta thấy được là có nhiều động tĩnh đến từ GBTC Đó chính là cái quỹ của Grayscale các bạn Grayscale có cái quỹ Grayscale Bitcoin Trust này Họ muốn chuyển đổi thành Bitcoin Spot ETF Thì chúng ta đã thấy được là cái cổ phiếu của GBTC giao dịch so với lại cái giá Bitcoin thật sự đó thì nó đang âm nhưng mà cái phần trăm âm đó ngày càng rút vắng lại các bạn Dựa theo cái bài đăng này đến từ Bitcoin News thì cái phần trăm đó chỉ là 10.8% mà thôi Thường không biết là họ lấy tài liệu này từ đâu các bạn nhưng mà dựa theo cái tài liệu từ White Charge Thì các bạn sẽ được là tính cho đến ngày hôm qua có thể đây là cái tài liệu họ lấy hôm nay nhưng mà thường chưa có tài liệu từ ngày hôm qua mà thôi từ White Charge, thì chúng ta đã thấy được là cái đường màu tím này đó ngày lại càng tăng lên nó đại diện cho cái sự khác biệt giữa cái giá của cổ phiếu so với lại cái giá của Bitcoin trên thị trường thì bây giờ chúng ta thấy được là mua cổ phiếu của GBTC thì vẫn thấp hơn là mua Bitcoin trên thị trường là 13.3%. .13%. Nghĩ đơn giản là như vậy. Thì tại sao vậy các bạn? Thì đơn giản thôi tại vì các bạn thu mua cổ phiếu của GBTC thì nó vẫn là một cái quỹ trust hiện tại. Các bạn không thể đổi cổ phiếu của mình thành Bitcoin được cho nên các bạn chỉ có thể mua cổ phiếu rồi bán lại cho người khác chứ không thể tiếp cận được với lại Bitcoin ở trong cái quỹ này cho đến khi nào mà nó thực sự thành công chuyển đổi thành Grayscale Spot ETF thì lúc đó các bạn mới thấy được là cái phần trăm này có thể là trở về con số 0 Tại vì cái giá của cổ phiếu so với tương đương cái số lượng Bitcoin nó sẽ bằng nhau ở trên thị trường các bạn Nhưng mà bây giờ chúng ta đã thấy được là từ lúc mà có BlackRock tham gia vào để muốn có một vị con spot ETF thì các bạn đã thấy được là càng ngày đó cái phần trăm âm này càng rút ngắn lại vẫn chưa trở về con số không tại sao các bạn? Tại vì chưa có chắc chắn 100% là sẽ có vị con spot ETF cho nên thị trường bây giờ đã vẫn nghĩ là chúng ta có 13.13% .13 rủi ro hiện tại và có một cái thông tin được chia sẻ nhiều ở trên mạng xã hội và nhiều người nghĩ là đây là khả năng chúng ta sẽ có Rayscale scale ETF sớm nhưng mà thật ra đó khi mà thường đọc kỹ hơn từ những người mà hiểu về ETF đó, thì họ nói là những cái chúng ta thấy được chia sẻ ngầm này. cái văn bản các bạn đang nhìn thấy trên màn hình đó, thì cũng không có gì gọi là đặc biệt cho các bạn chỉ đơn giản là bây giờ SEC đã không có kháng cáo GBDC nữa thì bây giờ thẩm phán nó giống như là ra quyết định cuối cùng và quyết định của thẩm phán nó chính là SEC phải làm việc với Daytrade Scale để một là cho thông qua hay là từ chối nhưng mà phải đưa ra một cái lý do chính đáng chứ không có đưa ra lý do mơ hồ như trước đây nữa thì những gì chúng ta thấy ngày hôm nay đó có những văn bản như thế này nó chỉ là theo thủ tục mà thôi nó không có thay đổi về việc là trade scale sẽ có Bitcoin ETF sớm hơn hay là trễ hơn. Và nói tới SEC đó cũng có một cái thông tin thầm muốn chia sẻ với các bạn Có một số người nghĩ là SEC đã chấp nhận thỏa thuận và không kiện hai co-founder của Ripple nữa Vì lý do là họ muốn nhanh chóng để mà kháng cáo cái phần còn lại các bạn Cái phần còn lại là cái phần mà thẩm phán nói là công ty Ripple bán XRP trên sàn chứng khoán mà người ta không biết là mua trực tiếp từ Ripple đó thì cũng không phải là chứng khoán thì có phải là SEC muốn đóng lại vụ kiện này để có thể là kháng cáo hay không thì không phải đâu các bạn. Tại vì chúng ta thấy được là trên cơ bản đó SEC hủy bỏ kiện Ripple co-founder và đồng ý thỏa thuận phần còn lại, nghĩa là sẽ thỏa thuận xem là Ripple sẽ phải đóng phạt bao nhiêu. Các bạn đã nhớ là cái phần mà Ripple thua trong vụ kiện này, Ripple thắng là rất là nhiều phần các bạn nhưng mà cái phần mà họ thua đó chính là việc bán XRP trực tiếp cho các tổ chức đầu tư thì vẫn vi phạm luật chứng khoán. Mặc dù là bản thân XRP không phải là chứng khoán. Nghe có vẻ là khó hiểu các bạn nhưng mà nghĩ đơn giản đó giống như là chúng ta nói tới vàng đi thì vàng đương nhiên là không phải là chứng khoán nhưng mà nếu như mà bạn thành lập công ty rồi bán các hợp đồng liên quan tới vàng thì đó là chứng khoán sec và ripple sẽ chờ quyết định cuối cùng của tòa án và có thể là phải mất vài tháng cho nên bây giờ là họ tiếp tục kiện thì năm sau tháng tư phải ra tòa hay là bây giờ họ ngưng kiện thì cũng phải chờ đến khoảng chừng vài tháng thì mới có kết quả cuối cùng các bạn hai bên thỏa thuận ra sao và sau đó tòa án duyệt cho nên cho dù là SEC có muốn đi nữa thì cũng không thể kháng cáo cho đến năm sau rồi các bạn nhưng mà thuận không nghĩ là họ làm cái cách này để kháng cáo tại vì nó không có lợi cho họ hết các bạn có nghĩa là họ đã nói với tòa án Chúng tôi sẽ quỷ bỏ không tiếp tục kiện hai cụ founder tại vì chúng tôi không nghĩ là chúng tôi sẽ thắng Hay là trong cái việc ra tò này đó có thể dẫn đến là nhiều những cái chứng cứ không tốt liên quan đến XRP sẽ lộ diện Cho nên họ chọn là không tiếp tục kiện nhưng mà họ lại muốn kháng cáo Thì không có hợp lý đâu các bạn Nói chung thì SEC cho dù muốn đi nữa cũng phải chờ tới năm sau chứ không thể là kháng cáo ngay lập tức đâu Và ngoài trên những thông tin này ra chúng ta cũng còn một số những cái thông tin khác để thường chia sẻ với các bạn rồi chúng ta sẽ nói đến cái phần của Sam Bankman Free ra tòa trong vòng 3 ngày qua ra sao Thì chúng ta có một cái thông tin Đây là thông tin liên quan đến Tether các bạn Thì chúng ta đã biết là công ty Tether Sau khi mà thỏa thuận với lại New York đó, Thì mỗi một quý công ty Tether sẽ chia sẻ là họ có bao nhiêu tài sản Để mà đảm bảo cho cái số lượng đồng Tether trên thị trường thì uh, bây giờ đó công ty Tether nói là bắt đầu năm sau họ sẽ công bố dữ liệu đảm bảo cho USDT trực tiếp Nghĩa là các bạn lúc nào cũng có thể xem ngay lúc đó là công ty Tether lưu trữ bao nhiêu tài sản để mà đảm bảo cho số lượng USDT mà không cần phải chờ đến cuối quý mới biết được. Thì đó là cái thông tin được chia sẻ từ Bloomberg các bạn. Nói chung đó, thì chúng ta biết là Tether First đã có từ nhiều năm rồi và thường cũng đã từng chia sẻ. Nếu như mà các bạn nói với Thuận cách đây 7 năm là 7 năm sau Tether vẫn còn Và Tether vẫn là đồng stablecoin lớn nhất trên thị trường đó, Thì trường sẽ không tin đâu các bạn Nhưng mà đó là sự thật Thì chúng ta thấy được là biết bao nhiêu người đã dòm ngó Tether, kiện Tether tới bây giờ đó Thì vẫn chưa có bất cứ bằng chứng nào cho thấy được là công ty Tether không có số lượng cần thiết Để đảm bảo cái số lượng Tether trên thị trường à, Chúng ta cũng đã thấy là có vài đợt đó Chúng ta đã có nhiều người đến rút tiền từ công ty Tether thường nhớ là 8 tỷ hay mười tỷ trong vòng vài ngày nhưng mà họ vẫn xử lý được thì có phải là họ có đầy đủ số tiền hay không nên thì chỉ có họ mới biết mà thôi nhưng mà chúng ta đã biết là công ty Tether cũng đã mướn cái công ty kiểm toán thường nhớ là top five đó có nghĩa là trong năm công ty kiểm toán lớn nhất thì họ mướn công ty đứng thứ năm các bạn tại vì các bạn đã nhớ thùng cũng đã làm việc cho KPMG trước đây thì công ty thứ năm là công ty mà họ mướn thì cũng là một công ty mà có tiếng tâm thì có nhiều người cũng đã có lòng tin hơn về những cái tài liệu đảm bảo tài sản của tether à, nhưng mà các bạn đã biết là đó là ngay bây giờ mà thôi giống như là chúng ta thấy giả sử như trước đây tether thực sự là không có số tiền đảm bảo nhưng mà họ cũng đã lướt qua được thời điểm đó và bây giờ họ thực sự đã có đủ số tiền rồi thì mọi thứ cũng đâu vào đó đó là điều mà nhiều người đang nghi ngờ hiện tại nhưng mà tới bây giờ vẫn không có bất cứ bằng chứng nào cho thấy là tether không có đủ tài sản để mà đảm bảo các bạn và ngay cả khi bị kiện bởi New York thì cũng không có kết quả gì. Chúng ta cũng có một cái thông tin cũng mang tính chất lạc quan hơn cho sàn Binance. Binance thông báo thì họ đã hợp tác với đối tác thành toán mới tại châu Âu sau khi mà chia tay với lại Paysafe vào tháng 9. Thì chi tiết hơn đó là đối tác mới này sẽ hỗ trợ việc nạp và rút tiền mặt bằng đồng euro các bạn Các bạn đã nhớ là Coinbase sẽ thông báo họ sẽ không cho rút đồng euro Tại vì họ đã không còn dịch vụ banking, dịch vụ ngân hàng nữa Nhưng mà vẫn có thể rút thông qua stablecoin Thì đối tác mới này sẽ giúp cho họ hỗ trợ rút đồng euro Thông qua những cái dịch vụ như là open banking và SEPA Bên cạnh việc nạp và rút tiền, người dùng cũng có thể thực hiện giao dịch mua và bán crypto qua thẻ ngân hàng hoặc là sử dụng như là tiền mặt của mình và tham gia giao dịch với lại cặp tiền tệ Euro. Tuy nhiên, Binance không công bố danh tính của các đối tác thanh toán mới. Còn lại đó thì Vương quốc Anh thì từ ngày 16 tháng 10, Binance đã giới hạn quyền truy cập cho người dùng mới. Một lý do quan trọng khiến cho người dùng ở đây không thể nạp tiền bằng bản Anh là tại vì Binance chưa kết nối được với một đối tác thanh toán phù hợp. Thì nói chung các bạn thấy được là Binance cũng đã có đối tác mới ở Euro nhưng mà họ không có thông báo đối tác đó là ai các bạn nhưng mà có còn hơn không. Chúng ta sẽ hy vọng biết thông tin sớm là đối tác đó là gì. Chúng ta bây giờ hãy nói tới những ngày qua ở tòa án đó thì có những gì xảy ra với lại Sam Bumman Free các bạn. Thì chúng ta bây giờ hãy trả trở về cách đây 3 ngày để các bạn nghĩ là ngày thứ tư Thì để hùng tóm tắt gì đã xảy ra các bạn thì chúng ta bắt đầu từ ngày thứ tư thì dựa theo thông tin chúng ta nhận được đó, thì ngày thứ tư là ngày mà thẩm phán Kaplan tỏ vẻ rất thất vọng với các luật sư của cả hai bên tại vì ông cảm thấy là hai luật sư lãng phí thời gian quý báu của tòa hỏi đi hỏi lại của một vấn đề và cái nhân chứng nhiều khi cũng không có cái sự chuẩn bị ví dụ như là nhân chứng Corey Gaddis Người này đã đứng ra làm chứng để mà xác nhận là Sam Bankman-Free sở hữu cái bản cân đối kế toán giả của Alameda có nghĩa là người này đứng ra để mà xác nhận là không sam đã biết là những người này đã làm kế toán giả tại vì các bạn đã biết là một trong những cách mà luật sư biện hộ của sam bên mình free muốn chứng minh đó chính là sam là một người mà không biết gì hết những người mà dưới tay của sam đó những người như là Gaywang, Singh hay là Kelly Allison đó họ đã làm những chuyện xấu rồi sau đó đổ lỗi cho sam bên mình free À, thì người này đứng làm chứng là không, Sam Free thật sự sở hữu những cái bản cân đối kế toán giả và Sam Free là chủ mưu Nhưng mà luật sư biện hộ của Sam Free đã ngắt lời Gaddis tại vì luật sư đã chứng minh là Corey Gaddis thật sự không phải là chuyên gia kỹ thuật về lĩnh vực này Cho nên người này đã không có phải là chuyên gia để có thể xác nhận được kế toán nào là thật, kế toán nào là giả một người nữa là người vận động hành lang của ftx trước đây đó là ali orakat đây là một trong những người mà các bạn uh, có tiền mướn để có thể là kết nối quan hệ ở washington dc với những người lập pháp đó các bạn thì người này đã phải làm một bài kiểm tra tại tòa vì công tố viên muốn chứng minh là Simon Free dùng tiền vào mục đích chính trị thẩm phán đã nói là cái này quá tốn thời gian trong khi đây là chuyện mà đã được xác nhận và ai cũng biết ai cũng biết và được xác nhận là Simon Free đã dùng số tiền để mà kết nối quan hệ chính trị thì tại sao lại phải làm bài kiểm tra này quá tốn thời gian các bạn nói chung thì thẩm phán Kaplan đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng thời gian hiệu quả tại tòa kế đó, đó chúng ta có giáo sư Peter Easton người này đã, đã đứng ra để mà phân tích mối liên kết tài chính giữa FTX và Alameda và đã chứng minh được là Alameda đã sử dụng quỹ của khách hàng FTX để đầu tư vào nhiều dự án và đến tháng 6 năm 2022, nợ của Alameda đối với FTX là 11,3 tỷ đô la với tài sản thanh khoản chỉ là 2,3 tỷ mà thôi các bạn, nghĩa là thiếu FTX 11 tỷ vào tháng 6 năm 2022 mà tài sản của Alameda chỉ có 2,3 tỷ và khả năng cao đó là tài sản đang nói đến ở đây đó chính là đồng FTT và người này cũng chứng minh được là có 57 tài khoản đặc biệt của Alameda tại FTX và được quyền cho phép nợ âm các bạn nghĩa là những tài khoản này có thể trade trên sàn FTX mà không bao giờ bị margin call trong năm 2022, Alameda đã trả 6,6 tỷ đô la nợ, trong đó 4,5 tỷ đô la là từ tài sản của khách hàng và 2,1 tỷ đô la là từ quỹ chính của Alameda. Các bạn đã nhớ đây là những cái công ty như là BlockFi đó khi mà họ gặp vấn đề thì họ đã nói là Alameda bây giờ trả nợ đi để cho họ có tiền để mà xoay sở. Thì Alameda cũng đã trả nhưng mà các bạn thấy được phần lớn tiền dùng để trả đó chính là tiền từ khách hàng 4,5 tỷ trong 6,6 tỷ này và người này cũng đã phân tích là bây giờ đã có tổng cộng là 35 bất động sản tại Bahamas chỉ giá 228 triệu đô la các bạn được cho là được mua bằng tiền của khách hàng và chúng ta hãy nói tới phiên tòa của ngày hôm qua các bạn phiên tòa ngày hôm qua đó thì có gì đã xảy ra thì ngày hôm qua đó chúng ta có một nhân chứng mới ra tòa đó chính là một nhân chứng có tên là Kenson không phải là Justin Sun các bạn trong đây đã thùng biết chữ Sun để giải mà thôi chứ còn không phải là Justin Sun mà là Ken Sun đây là cụ luật sư trưởng của FTX và đã ra làm chứng trong phiên tòa liên quan tới Sam Free thì Sun tiết lộ về việc Alameda được miễn trừ cơ chế thanh lý vào tháng 8 năm 2022 Việc này đã nhiều nhân chứng đã nói tới rồi các bạn Và cái người mà chúng ta nói đến Mới đây đã giáo sư Peter Easton cũng đã chứng minh điều đó là có thật Và khi biết đó, thì à, Canson đã xây dựng một cơ chế thanh lý mới nhưng mà chưa bao giờ được áp dụng bởi FTX. Thì Canson nói là sau khi mà xây dựng cơ chế thanh lý mới này thì ở bên phía của Alameda đã, đã bắt đầu áp dụng nhưng mà ở bên sang FTX thì không bao giờ áp dụng. Cho nên tới cuối cùng thì Alameda cũng không bao giờ bị thanh lý bởi FTX các bạn. Và Sam Bankman-Free đã nhiều lần chứng ngang Canson và xin tin tưởng Sam Bankman-Free đã giữ tiền của khách hàng riêng biệt khỏi tiền của công ty. Điều này đã được ghi trong điều khoản dịch vụ của FTX. Tuy nhiên điều khoản này mâu thuẫn với thực tế. Như là trên thực tế đó làm gì có chuyện mà tiền khách hàng và tiền của công ty giữ khác nhau các bạn. Tất cả đều trộn lẫn với nhau. Và Sun đã cung cấp một tài liệu ghi nhận là 35 khoản vay tổng cộng là 2,1 tỷ đô la từ Alameda cho Simon Free và một số người khác. Nhưng khoản vay này đã được sử dụng để mà tài trợ cho các dự án đầu tư của FTX các bạn thấy được là những thông tin này đã thường chia sẻ thì nó có phần giống nhau giống như những gì đã được chia sẻ từ những ngày trước thì lý do tại sao chúng ta nghe những thông tin giống nhau như vậy đó là để cho những cái bồi thẩm viên họ càng tin tưởng hơn về những nhân chứng này tại vì tất cả mọi người đều nói cùng một vấn đề và tất cả những sự việc đều xô chuỗi với nhau các bạn thấy được là đây là một trong những cách mà công tố viên muốn gây dựng cái lòng tin của bồi thẩm viên với những cái lời khai đến từ những nhân chứng này và kế đó đó thì công tố viên đòi hỏi thêm những thông tin chi tiết nhưng mà Canson nói là đây là những thông tin mà ông có mà thôi, không có thêm thông tin nào khác. Và Canson đã bay từ Nhật Bản đến Mỹ để làm nhân chứng. và lý do tại sao thì cũng đơn giản thôi các bạn. Tại vì Canson đã biết vấn đề liên quan tới Alameda đã biết là từ năm 2022 vào tháng 8 Nhưng mà sau khi mà từ chức thì không nói gì hết các bạn Thì đương nhiên là cũng có cái phần tội trong đó Nhưng mà cái tội có thể không nặng bằng những người như là Kelly Allison hay là Gay Wang Nhưng mà Kansan đã chấp nhận làm nhân chứng để mà tránh khỏi việc bị khởi tố Đó là những gì chúng ta biết tính tới ngày hôm qua các bạn và hôm nay đó chúng ta lại thấy có một cái thông tin rất là thú vị để thường chia sẻ với các bạn sau đó chúng sẽ nói tới là ngày hôm nay đã cancel lại tiếp tục ra tòa và nói những gì các bạn thì công tố viên có nghĩa là người mà đang kiện Sam Bankman Free đó ở bên bộ tư pháp đã gửi một văn bản đến thẩm phán Louis Kaplan và so sánh những định hướng tư tưởng từ luật sư biện hộ đối với các bộ thẩm viên như là bộ phim hài Dumb and Dumber có nghĩa là ngu và ngu hơn năm 1994 thì luật sư biện hộ nghĩa là cái người mà đứng ra đem bảo vệ cho Simon Freed đó à, thì đã khẳng định với lại bộ thẩm viên là khách hàng của FTX sau khi mà gửi tiền vào FTX đã có số dư hiện lên trong tài khoản có thể giao dịch và quyền rút tiền vì vậy không có chuyện họ đã bị tước đoạt tài sản lúc đó các bạn chi tiết hơn đó là luật sư biện hộ nói nếu như bạn phát hiện ra là khách hàng FTX sau khi mà gửi tiền cho FTX đã có cái số dư hiện lên để mà giao dịch trên sàn FTX và do đó nhận được quyền rút một số tiền tương đương và một thời điểm sau này thì không đủ bằng chứng để xác định là họ đã bị tước đoạt tài sản ngay lúc đó hiểu đơn giản hơn như thế này các bạn nếu như các bạn đem tiền để gửi ngân hàng sau đó ngân hàng đã lấy tiền các bạn để mà sử dụng tiêu xài ăn chơi nhưng mà các bạn login vào trong cái ứng dụng ngân hàng các bạn thì tiền vẫn hiện lên thì làm gì có chuyện tiền bị mất các bạn <laughs> đó là cách giải thích của luật sư của Simon Free và đương nhiên công tố viên nói là khách hàng cuối cùng không thể rút tiền của họ khi mà FTX và Alameda đồng thời sụp đổ và nói là trong phim Dumb và Dumber nhân vật do Jim Carrey thủ vai đã nói cái này nó cũng giống như là tiền thương ngài khi mà đưa một cặp sách trong đó đã chứa đầy những cái giấy nợ các bạn. <laughs> Theo Thuận đó thì công tố viên vừa dùng loài thoại trong bộ phim để mà làm ví dụ, vừa chơi chữ ý nói là Sam đã ngu còn có được sư ngu hơn. Và cái thông tin chúng ta nhận được mới nhất đến từ Contagraph đó là ngày hôm nay thì chúng ta thấy được là tiếp tục là những lời khai của cựu luật sư trưởng của FTX là Kenson thì tiếp tục là gì các bạn Salmon Free đó dựa theo Canson thì đã chỉ đạo Canson sau khi mà biết được là có lỗ hỏng 8 tỷ đô đó thì Salmon Free đã nói với Canson là hãy tìm một giải pháp pháp lý để che đậy lỗ hỏng 8 tỷ đô la trong sổ kế toán của Alameda Research khi mà đối tác Apollo muốn xem sổ sách của Alameda và Sun đã phát hiện ra cái sự sai lệch hàng tỷ đô la vào ngày 7 tháng 11 sau khi mà được trình bày một bản tính chi tiết về các khoản nợ và ông nói là tôi đã rất sốc Sun thực sự cũng đã nghe lời Salmon Free và xem xét xem coi là có cách nào để mà có thể giải thích được tại sao là có lỗ hổng này bao gồm cả nói là có cái phí lưu động và việc thanh lý tài sản đảm bảo trong thời điểm suy thoái thị trường. Nghĩa là Kenson cũng đã từng nghĩ đến là bây giờ cứ nói với đối tác là tại vì FTX và Alameda đã sử dụng tiền để mà đi vay sau đó bị thanh lý tại vì giá xuống nhưng mà thật sự đó cái lỗ hỏng quá lớn không thể giải thích như vậy được. Và thêm vào đó, điều khoản dịch vụ của FTX cũng đã nhấn mạnh là số tiền của người dùng là hoàn toàn của họ. Có nghĩa là không có tài sản tiền số nào trong tài khoản của bạn thuộc về hoặc được cho FTX Trading vay. FTX Trading không coi tài sản trong tài khoản của người dùng thuộc về FTX Trading. Nghĩa là giải thích gì cũng không hợp lý tại vì trên căn bản đó tại sao mà FTX có thể sử dụng tiền khách hàng để mà đi vay được. Và Kenson cho biết mặc dù là Bankman Free dường như là vô cảm trước tình hình này, cụ giám đốc kỹ thuật Nisa Singh dường như là hoàn toàn suy sụp. Cùng ngày đó, Kansen được sinh nghĩa là Nisa Singh thông báo về dòng tín dụng 65 tỷ đô la của Alameda với FTX và Kansen sau đó đã từ chức ở FTX vào ngày hôm sau sau khi làm việc với công ty là khoảng hơn một năm. Thì trong suốt thời gian làm việc tại FTX, Kansan chỉ nói là dựa vào lòng tin và sự đảm bảo của bang mình free về việc tách riêng tiền khách hàng và tiền công ty cho nên bản thân mình cũng là nạn nhân đã bị Salmon Free gạt và đây là lời khai đến từ Canson các bạn, nghĩa là cựu luật sư trưởng của FTX. Và bước kế tiếp là như thế nào? thì các bạn đã thấy được là văn phòng công tố viên họ nói là họ sẽ kết thúc trình bày dự án này với lại những cái bồi thẩm viên vào ngày 26 tháng 10 có nghĩa là họ sẽ coi như là xong trình bày những gì mà họ có và sau đó bồi thẩm viên sẽ tự ra kết luận và còn hai nhân chứng nữa là sẽ ra tòa các bạn và sẽ kết thúc vào tuần sau nhanh hơn là thường tưởng các bạn nhưng mà một phần nữa chúng ta chưa biết là đội ngũ bào chữa cho bang mình Free đó họ chưa ra quyết định là họ có trình bày một phiên bản khác của dự án này để mà bảo vệ ban mình Free hay là không Tại vì tới bây giờ là chúng ta vẫn không biết là ở bên đội bào chữa của Ben Free họ có cái chiến lược gì Tại vì cho tới bây giờ các bạn thấy được là hầu như tất cả những gì mà nhân chứng nói đó Phần lớn họ đều chấp nhận đó là sự thật Thì làm sao để bào chữa các bạn Có nghĩa là một là họ sẽ làm cách nào đó để mà chứng minh là những lời nói của những nhân chứng là không đáng tin Và những cái bằng chứng mà có để mà chống lại Ban Free đó trên căn bản những bằng chứng đó không phải là không thật nhưng mà những bằng chứng đó nó trên căn bản Ban Free chưa bao giờ được xem cho nên Benjamin Free hoàn toàn là vô tội tại vì hoàn toàn không biết được à, những gì đã xảy ra cho đến khi quá muộn có thể đó là cách mà họ muốn bào chữa hay là họ sẽ trình bày một phiên bản khác về dự án này để mà những cái bồi thẩm viên có thể là tự đưa ra quyết định của mình là phiên bản nào mới thật sự là sự thật chúng ta đã phân nửa đoạn đường rồi các bạn chúng ta sẽ thấy là dự án này nó sẽ kết thúc nhanh hơn là các bạn nghĩ các bạn thấy được là nhiều người chờ đợi từ tháng 1 tới bây giờ chờ đợi 9 tháng để mà xa mình free ra tòa nhưng mà khi ra tòa rồi đó thì mọi thứ diễn ra rất là nhanh luôn chúng ta thấy được là chưa gì hết đó, thì bên công tố viên nói là họ đã gần xong rồi một tuần nữa là coi như là xong đương nhiên khi nào mà có thêm thông tin thì sẽ chia sẻ với các bạn tại vì thằng biết là nhiều bạn cũng rất là thích theo dõi cái sự kiện này và thông nghĩ là Chúng ta cũng có thể rút ra được nhiều kinh nghiệm, ít ra cũng có thể biết được thêm những gì đã xảy ra các bạn và rút ra kinh nghiệm về tự lưu trữ tiền của mình là tốt nhất. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Những người nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Bitget, Binance, Linex và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn